Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Ghế Nhật Trần Sơn. Hôm nay em Sơn tiếp tục lên sóng với mọi người một cái mẫu ghế đến từ thương hiệu Panasonic. Mã của ghế là Panasonic MA98, màu vàng be. Hàng đấu giá rất là căng, đẹp, chuẩn chỉ 100% đến từ Nhật Bản cho mọi người. Mẫu này hình thức thì shop đánh giá thì còn 98%, cực kỳ là đẹp. Đây là cái điều khiển này. Điều khiển thì nó không hề bị chầy xước, không hề có vết gì nhá. Đấy, căng bóng đẹp cho mọi người luôn. Cái đảm bảo đầu tiên cho mọi người đó là hàng đẹp không tí vết này. Cái thứ hai thì đó là cái độ chuẩn chỉ của ghế, tức là hàng không có qua sửa chữa hay thay thế bất kỳ một cái gì cả. Nguyên bản 100% nhá. Đó. Thì shop thì khi mà bán thì sẽ đảm bảo cái hàng nó chuẩn chỉ nhất cho mọi người nhé. Shop thì không có chạy đua theo những cái hàng mà chất lượng thấp hoặc là hàng lỗi sau đó bán rẻ cho mọi người, thì shop sẽ không bán những hàng đấy, còn sẽ tập trung vào bán những hàng chất lượng cao dành cho những khách mà yêu cầu cao nhé. Có tính này. Đằng sau là cũng là màu nhựa, nó cũng là màu vàng be luôn. Ở dưới chân này, đây là phần ổ khóa này. Đây là cái tem của ghế này, MA98 nhé, có mã vạch đây. Số thiết bị y tế này, điện 100V, công suất 135W. Hàng rất là mới, nhựa tươi. Những cái bác chưa mua hàng Nhật bao giờ thì thường thì có sẽ tâm lý là lo lắng những hàng đã dùng lướt như thế này, nhưng mà những cái bác mà đã dùng hàng Nhật rồi sẽ biết được rằng là những hàng đẹp như thế này thì cái chất lượng của nó thì nó rất là tuyệt vời, nó không khác gì hàng mới. Đây mọi người có thể thấy xem cả bên trong này. Bên trong nhá, đây là cái gối này, còn đây là cái tấm vải ở phía đằng nót ở sau lưng này. Đấy, mọi người nhìn nó mới này, nó căng này đấy. Úi giời, ô đẹp đừng hỏi luôn. Đây da mông này. Đấy, càng đét luôn. Càng đét cho mọi người nhá. Phần tay này. Tay thì họ may sẽ kết hợp hai loại chỉ trắng và chỉ nâu. Chỉ trắng và chỉ nâu nhá. Đây vải này. Úi xời, đẹp đừng hỏi luôn. Đấy. Quay cận cảnh chi tiết từng tí một cho mọi người xem nhé. Đây dưới đây phần chân này. Đấy, phần chân này. Đấy, chân nhá. Chân thì nó sử dụng con lăn ở dưới gan bàn chân này. Và sang cái đời 98 này thì cái phần chân này nó hơi bo vào tí. Thì nó bóp, nó ôm chân hơn. Và nó có cái phần bấm ở phía đằng bụng chân này, có cái cao su non nó bấm ở bụng chân này. Đây này. Máy thì hoạt động hoàn hảo luôn. Tắt xem. Đây này, màn hình rất là sắc nét. Ghế thì nó có 9 bài tự động. Máy còn lịm nhá. Máy hoạt động còn lịm luôn. Đấy, do tìm cơ thể thì chính xác. Đấy, mình phải giả là coi như là đang có người ngồi nó mới hoạt động. Đây thì đều có cái hướng dẫn tiếng Việt kèm theo cho mọi người nhé. Đây, có hướng dẫn tiếng Việt này. Thì nó sẽ có 9 bài tự động này. Sau đó là các cái bài về cọ sát, bóp toàn thân, bấm huyệt, kéo cơ cổ vai gáy. Đấy, bài tập nhanh, bài eo mông nới lỏng cơ, vân vân. Đấy, có hướng dẫn tiếng Việt cho mọi người kèm theo nhé. Cái mẫu này thì được đánh giá rất là cao về cái chất lượng, độ bền cũng như là hình thức. Nếu phải nói về hình thức thì thằng Pana này hình thức nó nổi trội hơn cái thằng Fuji, hình thức nó đẹp hơn đấy. Và cái ưu điểm nữa là nó sử dụng cái con lăn nhiệt. Đây con lăn nhiệt này,
nó sử dụng 4 con lăn và 2 con lăn trên nó là con lăn nhiệt, massage đá nóng. Mọi người nằm vào sẽ có cảm nhận được là như là cái người massage người ta nướng những viên đá nóng và người ta massage cho mình vậy. Rất là thích, rất là đã luôn. Đấy, nó là một trong những cái thế mạnh lớn của hãng Panasonic. Động cơ thì nó là động cơ từ, hoạt động rất là bền, hoạt động bền và có thể sử dụng hàng nhiều năm, không cần phải bảo dưỡng luôn. Da thì nó là loại da chất lượng cao của Nhật rồi. Da này thì rất là ngon. Tất cả những cái vật liệu cấu thành nên cái ghế này đều là những cái vật liệu đắt tiền và chất lượng cao. Đây, cái phần phải nó phẳng phẳng đét nha mọi người nhé. Đấy, thế này. Đấy, con này như kiểu chưa dùng. Đấy. Lâu lâu săn cái về cho anh em chơi nhé. Đấy. Các bác nào kỹ tính mấy thì cũng ưng cái loại này. Đấy. Kỹ tính mấy thì cũng phải ưng cái loại này thôi. Mẫu này thì nó 9 bài. 2, 4, 6, 8, 9. Còn những cái bản trước thì nó 7 bài hoặc là 6 bài. Sang cái bản này nó là 9 bài. Và phím cơ như thế này thì mình có chẳng may trẻ con nó nghịch nó rơi xuống dưới nền nhà này thì nó cũng không việc gì. Cái độ an toàn nó rất là cao. Màn hình thì sắc nét rồi. Đó. Hàng căng đét nhé, căng đét chuẩn chỉ luôn. Mẫu này thực sự là với mọi người là để mà săn tìm được một con ghế chuyển từ Nhật về cho mọi người thì nó rất là kỳ công, rất mất thời gian. Và nó thực ra những mẫu đẹp như thế này nó không có nhiều. Không có nhiều để cho mình mua đâu, kể cả nếu mà các bác nào ở bên Nhật rồi các bác cũng biết ngay là những cái mẫu này để mà tìm được những cái mẫu VIP mà đẹp như thế này thì nó không có nhiều. Nó không có nhiều đâu. Điều khiển thì nó sẽ có hai cái phần. Phần bên trái này nó là các cái bài tập về khí này, bóp khí này. Ở đây bóp vai này, chọn bóp vai này. Còn đây là đấy, chọn bóp tay này. Đấy, các chức năng này, bóp chân này. Còn mình hoạt động con lăn thì mình sẽ chọn ở đây. Bấm chọn đây nhá. Thì dưới này nó sẽ hiển thị các cái kiểu đánh khác nhau. Đây, thì mình sẽ chọn một trong 2 4 6 7 7 kiểu đánh này. Ok. Đấy. Mình chọn một trong 7 kiểu đánh. Đây là mình chọn các cái chế độ về thủ công. Đó. Mình có thể tăng giảm lực được ở đây. Tăng giảm lực túi khí ở đây này. Đấy, máy nó rồi. Nói chung là hàng này thì nó đẹp như mới. Có nhiều anh chị mua hàng mới bởi vì sợ là những cái hàng này nó không được tốt hoặc được bền như hàng mới thì thực sự là những cái mẫu này với những cái mẫu đập hộp đấy thì nó 1/9/10 thôi chứ nó không khác nhau nhiều đâu, trừ trường hợp là những cái mẫu nào nó xấu quá hoặc là nó dùng nhiều rồi thôi, còn những mẫu này là gần như kiểu chưa dùng ấy thì cái mức độ an toàn và cái thời gian sử dụng thì nó còn rất là nhiều. Hàng chuẩn chỉ đẹp cho mọi người nhé. Mẫu này hiện tại shop đang bán với cái giá là 65 triệu bao ship và tặng biến áp toàn quốc cho mọi người nhé. Đấy, bác nào mà có cái tài chính mà nó ở cái ngưỡng đó thì có thể lựa chọn cái mẫu này. Hàng thì chuẩn chỉ căng đét cho mọi người rồi. Đấy, mọi người có thể nhìn đấy. Tất cả cái đường nét và da riết này. Đấy. Đấy, không tì vết luôn. Đẹp căng, da nó đẹp căng luôn này. Đấy. Đấy, có tiền mình sở hữu những mẫu đẹp, mẫu zin, mẫu tốt như thế này thì mình bán thì thứ nhất là người bán thì yên tâm và người mua cũng yên tâm.
thì bán thì yên tâm, thì bán xong là không phải lo nhiều về vấn đề bảo hành. Người mua thì yên tâm, cũng không sợ hàng lỗi hoặc là hàng sửa chữa. Còn cái câu chuyện là nó sẽ có những cái hàng nó tương đối là rẻ, nó rẻ hơn rất là nhiều, bởi vì là vấn đề là có thể nó là những con hàng lỗi rồi thì nó sẽ rẻ thôi. Còn những hàng hàng tốt, hàng nghiêm như thế này thì chỉ dành cho những người mà gọi là mua hàng thông thái thôi. Như ta các bác sẽ hiểu được giá trị của những con ghế đẹp, ghế chất. Đấy, bác nào mà thích cái mẫu Panasonic mà 98 siêu lướt này thì có thể liên hệ tới shop qua số điện thoại là 0964 480 666 nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi kênh. Anh chị em nào chưa bấm đăng ký kênh thì có thể bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái mẫu ghế mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào.